nóc sọc ba ba mai tê la nó chú tha sa mu đô đại na. Dạ. À, như chú hồi nãy giờ chú nói nguyên cái câu văn mà đó là cảm ơn. Dạ, cảm ơn á. Là toàn nhân câu cảm ơn. Dạ. Xin chào quý bà con, cô bác, anh chị em. Thì hôm nay mình còn có 2-3 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi. Thì mình tranh thủ mình lên xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trở về ngôi nhà của chú Út và thầy chị Gắn. Thì hoàn cảnh gia đình chú Út cũng đặc biệt khó khăn. Thì 2-3 năm trời thì nuôi bò mướn cho người ta chỉ được một con bò thì có thể bán 10 mấy triệu, hoặc là nuôi lâu thì được 20 triệu. Thì cả gia đình 4-5 người sống vào nhờ việc nuôi bò mướn cho người ta thôi. Nhưng chú có một tấm lòng từ bi, là chú là thầy chỉ Gắn khoảng 30 năm nay cho bà con cô bác bị gắn cắn, chỉ miễn phí, không lấy tiền. Thì từ lúc mà chú chỉ gắn như thế đó, thì chú có một cái năng lượng rất là đặc biệt luôn quý bà con cô bác, là không thể trồng bất cứ một cái cây gì. Chú có thể là chú trồng một cây chuối hay là một cái cây xoài, cây gì đó mà xung quanh ở nhà của chú thì cây nó sẽ chết hết. Rồi chú có từng 5-6 lần đi xuống những đi làm thuê làm mướn cho người ta ở dưới ruộng lúa, thì bước xuống đám ruộng của người ta thì qua ngày sau những cái quằn đám ruộng xung quanh cái chỗ vị trí của chú đứng thì lại héo lúa và chết. Thì chú đi mấy cái lần sau nữa thì lúa vẫn bị héo chết như vậy. Thì không biết cái đó là một cái điều đặc biệt gì, nhưng mà chú không có giải thích được. Chú chỉ biết là từ lúc mà chú làm cái nghề thầy gắn chị bệnh cho bà con quá tánh á, thì chú xảy ra cái hiện tượng đó luôn. Trồng cây và bước xuống đám ruộng thì bị chết hết. Ở clip trước thì chú kể rất là rõ ràng. Thì hôm nay mình đi đến đây là để mình trao 100 đô của cô ở bên Mỹ đã gửi về cho mình để trợ duyên giúp đỡ cho chú có thêm tiền để lo cho cuộc sống với một cái Tết ăn uống đầm ấm vui vẻ hơn. Câu hớn mình mời quý bà con cô bác anh chị em vào ngôi nhà chú để mình ghé thăm chú lại một lần nữa và trao số tiền mạnh thường quân nha. Điên tỉnh đây. Ở phía sau đây là mình đang đứng ở đây là sau nhà của chú. Chú nhà sau nhà của chú thì ở đây không có trồng cây gì được hết trơn nào quý bà con cô bác. Chú trồng là sẽ bị chết hết, do đó là chú không có trồng. Còn ở đây là cái chuồng bò của nhà chú. Chú chắc tối cũng ngủ chung với chuồng bò, là kế bên chuồng bò luôn. Bây giờ mình sẽ vào bên nhà trong nha quý bà con cô bác. Em lên đó ngồi luôn đi để nói chuyện cho hai anh mới hiểu được với chú chứ. Tại vì... chào chú, chú. Chào chú vô. Mấy bữa nay khỏe chú? Khỏe. Anh Tịnh ngồi đây đi. Để xích vô đây ngồi. Ngồi đó đi. Dạ chú ơi. Dạ. Có gì em nói cho chú hiểu giùm nha. Dạ. Thông qua clip mà khoảng mấy bữa trước con đăng về hoàn cảnh của chú đó, cũng đặc biệt, cũng khó khăn, thì có cô Nguyệt Bảo Đức ở bên Mỹ á, thấy xem qua clip thấy thương cho hoàn cảnh của chú quá, do đó là cô đã gửi cho con 100 đô để đến đây trợ duyên cho chú với gia đình, thì để có thêm số tiền để Tết mình trang trải cuộc sống và có một cái Tết nó được đầm ấm và vui khỏe hơn nha chú. Dạ. Anh Tịnh cầm cái máy giùm cái. Dạ, 100 đô con đổi ra cho chú được 2.330.000. Dạ, con xin trao cho chú ạ. À. Chú đếm lại giùm con coi đủ không chú? Mình đẹp tôm đó. Đẹp dạ. Như nó tới má đấy. Đủ rồi ha em. Dạ, đủ rồi. Dạ, cảm ơn cô. Ba ta thụ xa thụ dụ vấn nè, mua tầm pi màu, ở bên trái nâng đại ăn tay nâng xung mua rô xìa mơn ba tầm na ở nè, mê sạch tàu tầm mua tức xung nốc xúc ba mai tê la nâng chú thà xa xung đô đại na. Dạ, như chú hồi nãy giờ chú nói nguyên cái câu văn mà đó là cảm ơn. Dạ, cảm ơn á. Là toàn nhân câu cảm ơn. Dạ. À. Mình không hiểu. Mình không hiểu. như chú hồi nãy chú nói vậy là nguyên câu nó là sao em? Nói là cảm ơn các cô bác anh chị em đã ủng hộ gia đình em á. À vậy đó ha. Dạ. Yeah. Cao Hớn cũng xin gửi lời cảm ơn cô Nguyệt Bảo Đức ở bên Mỹ luôn đồng hành cùng Cao Hớn đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cao Hớn xin chúc cô dồi dào sức khỏe. Dạ. Tết mình cũng được vài triệu rồi, cũng thấy mừng không chú? Dạ mừng.
mình lui bài na o cun chẳng pi nâng chẳng pi nâng bàn lui nâng vô mò o chai dạ nói là cảm ơn hai chú rồi cô anh ở bên mì đã gửi tiền ủng hộ cô với chị lúc trước ha. À, khán giả cũng có hỏi con chú, hỏi con với anh Tịnh á, là nói hỏi chú coi mà, chú như chị bệnh được những bệnh gì để rõ ràng, ví dụ cô bác mà có biết được có gì gần hay đó người ta đi đến đây để ta trị bệnh chỗ chú được á. Ờ ai mà chừng ơi ban khá, chừng ngư luôn á. Cục chừng ngư mơ ban phân là xì xong nô lơ à đam chư nung tây khả dân rùm man. Nói chung bệnh gì coi cũng được hết trơn luôn á, tùy theo bệnh nào hơi nặng coi hơi lâu. Bệnh nào hơi nhẹ nhẹ coi khoảng một tuần từng gửi hết rồi. Bệnh gì coi cũng được luôn á. Đam chư bây rô mơn á. Em xích vô đó đi để ngồi với thông dịch cho cha của mình nó rõ hơn nha. Đàm chơ dân tù rô phải vô dân rô tù vô mình mang hay chồng ngư kê nụ cá ta dân rô đàm chơ một chia ba cái mình mang chân nó cũng. Khi nào bệnh nặng thì đi chắc thuốc hơi lâu, không sợ không kịp á, mình đi mua. À. Thuốc nào có thì mình đi chặt, thuốc nào không có thì mình đi mua. À vậy đó ha. Dạ. À, thuốc thì không chú không có dị trù sẵn ở nhà. Nó ở nhà có nhưng mà có ít tùy theo bởi. Tại vì cái thuốc đó cũng tốn tiền phải không? Do mình khó khăn thì mình không có mua được. À, khi nào mà bà con cô bác đến đây trị bệnh thì có mua thuốc thì lúc đó mới cần tiền mua thôi. Em hỏi chú gây cũng như là chú bà hổm nói mà chị vong linh đó là chị vong linh theo người ta đó thì chị nhiều vụ rồi mà có hết không em? Ai phải mơ cái phải mơ được thả đi phải một anh mơ cái chung cái mình chơi ở hết mơ cái đấy chơi hay là tụ ở cái sàn cung hay chơi hay là coi xong ta cung là hết rồi coi xong là hết dạ. Ừ, đó giờ nhiều vụ vậy không chú trả này mơ đẹp mình ở thế một hai nhiều người lắm dạ. là cái dòng hồn theo con người ta dạ. Là muốn chị phải lại tới nhà chú ha dạ đúng rồi dạ là chú chị hết luôn dòng sức ra luôn dạ. Ồ cái đó là chú chị dùng cái phương pháp dạng thuộc bên nào á chú mơ khăn mơ kiểu như là ai mơ khăn ấy chứ mơ cầm ra ấy ở chứ ra lưng riêng mau bên là buồn lưng bờ mai ngay vô bỏ cháu làm cơ thì phen cho bỏ cháu rồi hết cháu rồi coi chọn có một cuốn sách có bây giờ mẹ em đem nhục bỏ rồi không muốn cho bay em coi người ta nữa coi là bệnh trong người. À, có cái cuốn sách đấy ha. Dạ. Sách cũng như là chú là coi người ta hết bệnh thì chú sẽ ngược lại là chú sẽ bị bệnh. Không phải chú là mấy con bệnh. À mấy con đứa con người bệnh. Người ta không mua đồ cúng lại mua trái cây cúng cho á. À. Rồi các con bệnh. À coi mà ta không cúng tổ đó. Là ngược lại là em bệnh hoặc là mấy đứa em khác bệnh. Dạ. Ngộ quá. Mà đó giờ bị gì nhiều lần không? Nhiều. Nói là người ta chị lần. Người ta mà người ta không cúng tổ thì trong cái tổ của chú thì sẽ hành mấy đứa em được. Có một lần ông coi con chó khùng nó cắn còn người ta không mua trái cây ba cúng rồi ông bị điên luôn á. Trời thôi luôn chú bị hành đó. Dạ. Bị hành điên luôn dạ. À, hỏi vậy dạ chỗ chú này ông phải dân tóc của người ta hết trơn dạ. Chú ơi cho con hỏi nha chú là như là chú ví dụ người ta coi mà chú coi người ta hết bệnh rồi làm cho người ta hết bệnh mà người ta quên đi người ta không cúng tổ mua trái cây hay cúng tổ thì chú bị hành như vậy đó thì cái ơn trên hay là cái bên hành đó là cái người nào hành chú á hoặc là hành trong gia đình chú á cái sơ a pa cái mình chu chân thư mà pi cái cái nó dương một khô dương mơ hay dương đọc dương comment là phải chơi đại riệp nó cốn đại riệp chân kêu dương nữa khi mình coi người ta còn người ta không muốn gì cúng thì ông thầy của ông là coi như là chửi gì đó làm cho ông bệnh phải là thầy của chú ha dạ yeah. Mà đó giờ bị gì nhiều không em một hai cả đúng nhiều lúc trước coi con có cắn là ông bị 2 tháng rồi. À, bị giống như bị hành khùng lên ha. Bị khùng điên 2 tháng luôn á. À, còn mấy cái vụ mà khác mà bị hành trong gia đình của em là như ai? Như em có không? Em có. Là lúc đó hành em là bị gì? Bị bệnh, bị sốt, bị đau trong mình không mình bạn đây chịu. Chấp đi thả dục được. Mình phải đi chích thuốc rồi mua thuốc uống.
mà chỉ bình người bình thường chỉ sao mỗi lần chị bệnh mà người ta quên cúng tổ đi là sẽ em hoặc là cha em đâu người trong gia đình bị bệnh. Ngon quá. Vậy là mỗi lần làm là phải cúng tổ là bằng trái cây ha. Cũng khó ha. Tại vì ngoài cái chú dông theo đó thì ngoài ra thì chú còn chỉ mấy cái bệnh như khác ha. Cũng như là mấy cái bệnh bình thường của bác sĩ chỉ á chú, như là tiểu đường hay bị gan bị này bị kia á, chú coi có chỉ được không? Rồi tự đối tha, người tự đông ai chứ người say sao ai mà bạn đó. Mà bạn phần phật dữ nè, phụ muôn khai nó trùng khai tình tích. Nếu tiểu đường thì coi thấy lâu khoảng 6 tháng hay 9 tháng là hết. Nó hết. Là hết bệnh luôn. Dạ, hết luôn. Là coi bệnh rồi giờ coi vừa chỉ luôn. Dạ. Khoảng 6 tháng. Nhưng mà hồi mấy con gà này nó ồn. Nhưng mà cái người bệnh là sẽ đến đây. Dạ, phải đến đây lấy thuốc 1 tháng qua lấy thuốc 1 lần. Tháng lấy thuốc 500 tiền đó. 1 tháng là hết 500.000. 1 tháng là thuốc 500.000. Dạ. Là chú đi lấy của người khác đem về cho người ta. Đi mua thuốc ở trên Campuchia rồi thuốc ở nhà cũng có ít. Cho nhau, trộn với nhau cho người ta uống. Như là thí dụ bị mà viêm gan B đó là chú chị hết hả? Chồng ngư tham như ấy. Ngư tham mực ba. Chị hết luôn. Phải lao khoảng 3 tháng 6 tháng. 3 tháng 6 tháng. 3 tháng lên 6 tháng à. Dạ. Cái đó là cũng như là thuốc nam hỏi chú phải thuốc nam thuốc bắc hay thuốc gì? Thuốc nam. Dạ thuốc nam hả chú? Dạ. Dạ vậy là chú cũng có mấy bài thuốc riêng nhưng mà phải đi lấy thuốc bên Campuchia, bên Phnom Penh. Mà cái đó là một tháng mình uống một lần hay là một tháng là uống 30 ngày luôn? Một tháng uống 30 ngày luôn á. Vậy ngày nào cũng uống thuốc hết. Dạ. Mà uống trong 3 tháng đến 6 tháng. Dạ. Nhưng mà thuốc của ông không đắng đâu, giống như uống nước bình thường á. Dạ. Nhưng mà nó màu hơi tí đáng thuốc nam mà biết rồi. Vậy là nói chung là chú cũng chị nói chung là cũng được nhiều bệnh. Nhưng mà ngược đời một cái là ví dụ mà bà con của bác chị xong mà hết bệnh mà không cúng tổ trái cây hoặc này kia thì sẽ bị gia đình của em sẽ bị có một người sẽ bị hành. Dạ đúng rồi. Rồi lúc mà bị hành gì thì sao mình mới hết? Mình phải có trái cây qua cúng lại một lần nữa. Trong gia đình mình mua hay là cái người kia mình phải nói người kia mua? Gia đình mình mua. Nếu người ta không mua thì mình phải mình biết mua. Là mình tự mua. Ngon ha. Bỏ trap cách bỏ thả lui nâng nhà tàu kê comment bàn máu rồi bỏ con lui nâng chạm ngư kê bên chỗ. Nếu người bệnh rồi mình đi mua thuốc mà thuốc ở Campuchia không có mình phải trả tiền cho người bệnh lại. Vậy đó ha. Chứ chú không có lấy 200 đồng nào luôn. Dạ. Để khi nào người ta có người ta đem lại mình phải lấy tiền cho người ta lại. Nói chung thì chú làm cũng tự tấm lòng từ bi. Rồi cái thứ hai nữa là hai con hội chiến gọi ghé chú mà cũng hơi thắc mắc hai anh em về uống cà phê rồi nói sao chú lại có cái điều đặc biệt đó mà lại đi bước xuống nắm lúa mà lúa chết hết rồi gì nữa nè trồng cây thì không được con không hiểu cái điều đó xảy ra là do có một cái gì nữa ha trong người chú nó có một cái năng lượng gì phát ra hay là cái gì không vì sao nó ngộ như siêu năng lượng như vậy chú có thể tiết lộ cái đó ra cho con biết được không biết rõ được không nó chân thật lòng việc tem cùng man chút tu tại ông coi con cắn nó nóng coi cá hết bệnh là mình đi xung cuộn là nó hơi luôn. Hiểu rồi bên cái phần tin nhắn của con đăng lên á có một người vô nhắn tin là nói làm thầy cho bên chị gắn thì không có thể trồng cây hay bất cứ cái gì cũng có gắn thì có tánh nóng tánh hung dữ thì không thể trồng cây hay làm gì mà sống được vậy là có người là nhắn tin cũng đúng như gan vậy đó. Vậy đó hả chị mấy ông thầy gắn là khó thầy làm cái gì khác là làm cái đó không được ngộ nha cái này em cũng mới biết á thôi nói chung thì cũng buổi chiều trễ rồi chú ơi lúc trước thì con với anh Tịnh biên vlog có ghé đây để thăm cho gia đình chú thấy hoàn cảnh chú đã khó khăn thì con cũng gửi ít tiền nhưng mà thông qua clip đó thì có cô Nguyệt Anh Đức ủa Nguyệt Bảo Đức ở bên Mỹ cũng thương cảm cho hoàn cảnh của chú cũng gửi cho chú được 100 đô thì con cũng rất là vui mừng nhân dịp năm mới thì con xin chúc gia đình chú được dồi dào sức khỏe vạn sự như ý an khang thịnh vượng dạ thôi vậy con cũng xin chào chú ha dạ. Hẹn chú lại để dịp sau dạ. Rồi Cao Hớn mình cũng xin cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em quý mạnh thần quân luôn đồng hành cùng Cao Hớn cảm ơn rất là nhiều ạ mình xin tạm dừng clip tại đây.